Xin chào các bác đã quay trở lại với Happy Home TV. Tôi là Ngọc Minh. Hôm nay tôi sẽ cùng các bác ghé thăm một khu nhà hiếm hoi còn lại ở khu vực Thành Tô. Như các bác đã biết, khu vực Thành Tô sao sáng, loan quanh tầm tiền 2 tỷ để sở hữu một căn nhà rộng rãi, ô tô có thể ra vào thoải mái là một điều khá là khó khăn. Ngay như bản thân tôi là một người sale bất động sản, được sự ủy thác của khách hàng cũng cảm thấy khó khăn trong vấn đề tìm nhà ở đây. Nhưng hôm nay tôi sẽ cùng các bác ghé thăm một khu nhà 4 tầng, đường nhựa, ô tô có thể ra vào thoải mái. Chỉ vậy loanh quanh tầm tiền trên 2 tỷ một chút nhưng đáp ứng đầy đủ tất cả các công năng sử dụng cũng như tiện ích. Thì tôi cũng bật mí cho các bác biết vị trí khu nhà ở đường Nguyễn Văn Hới, ngay cạnh khu tái định cư Sao Sáng. Các bác có thể thấy trước mặt là con đường dẫn vào khu nhà thật rộng rãi và thoáng mát. Đường nhựa rộng 6m, hai ô tô có thể tránh nhau thoải mái. Con đường này kết nối trực tiếp đường Quân Banh, Ngô Gia Tự, khu tái định cư Sao Sáng, tái định cư Đằng Lâm 1 và chợ Cát Bi. Sự kết nối này khiến cho việc di chuyển các bác thuận tiện hơn bao giờ hết. Tiện ích xung quanh ngay trong khu nhà là một khoảng sân chung rất rộng rãi, được chủ đầu tư trải nhựa sạch sẽ. Điều đặc biệt không giống các khu nhà khác là các căn nhà ở đây không bị quay mặt vào nhau, làm cho căn nhà có một khoảng không gian rất riêng tư mà ít khu nhà nào có được. Ở đây toàn bộ khu nhà được xây dựng 4 tầng với màu tông chủ đạo là màu trắng sứ, rất nhã nhặn mà không kém phần sang trọng bởi sự đồng bộ. Diện tích các căn từ 45 đến 60m2, hướng chính của căn nhà là hướng Tây Nam và Đông Nam. Cấu trúc nhà bao gồm 5 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, sân phơi và phòng thờ. Đi vào tầng 1 của căn nhà được bố trí phòng khách, phòng bếp, một nhà vệ sinh nhỏ. Với thiết kế này, các bác hoàn toàn có thể thiết kế đẩy phòng khách lên tầng 2 để có thể làm một gara để xe riêng biệt. Cầu thang được chủ đầu tư thiết kế cầu thang kính cường lực, tay nhựa tròn giả đá, đơn giản mà sang trọng. Không gian bếp cực kỳ thoáng, ngoài máy hút mùi, phía sau còn có thêm một cửa sổ giúp cho việc thoát mùi căn phòng trở nên nhanh chóng, không gian bếp luôn thơm tho, sạch sẽ. Toàn bộ tủ bếp và màu sơn được thiết kế rất hài hòa, khiến cho bữa cơm gia đình thêm ấm cúng hơn. Căn nhà này còn có một điểm đặc biệt là phía sau có thêm một khoảng sân đã lắp sẵn khung thép, tương đối rộng và thoáng. Người ta hay gọi đây là thông tiền thoáng hậu. Tận dụng hết công năng sử dụng, chủ đầu tư thiết kế một nhà vệ sinh nhỏ ngay dưới gầm cầu thang, tận dụng chính gầm cầu thang thành nơi để đồ. Xin mời các bác cùng tôi lên tham quan tầng 2 của căn nhà. Như các bác có thể thấy, chủ đầu tư thiết kế cầu thang rất rộng và thoải, bước đi cho cảm giác rất thoải mái. Phòng ngủ sau của căn nhà có 2 cửa sổ, 1 cửa chính, cực kỳ thoáng. Cửa sổ sau còn được chủ đầu tư lắp sẵn rèm cửa cho các bác. Cửa phòng của toàn bộ căn nhà là cửa nhôm kính Việt Pháp. Phòng ngủ master có diện tích khá lớn, khoảng 18m2, cũng được chủ đầu tư lắp sẵn rèm cửa, ống lắp máy lạnh, đường internet. Vệ sinh của tầng 2 là vệ sinh chính, được trang bị sẵn bệt, chậu rửa, vòi sen, toàn bộ là của hãng Toto. Chủ đầu tư cũng đã lắp sẵn bình nóng lạnh, các bác về chỉ việc sử dụng. Tầng 3 của căn nhà được thiết kế cơ bản giống tầng 2, bao gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh ở giữa. Tôi nói qua thông số của căn nhà này, tổng diện tích xây dựng là 45m2 cho 4 tầng, có thêm một khoảng sân phía sau cũng ở trong bìa. Hướng chính của căn nhà là hướng Tây Nam, phù hợp cho bác nào thuộc mệnh Tây Tứ Trạch.
Lên đến tầng 4, thiết kế là một sân phơi rất rộng, phòng thờ và có thêm một phòng ngủ nhỏ nữa. Phòng ngủ ở đây được chủ đầu tư thiết kế trong trường hợp nhà các bác có đông người hay nhiều khách thì mình có thể sử dụng thêm thành một phòng ngủ. Nếu không thì các bác có thể làm kho để đồ. Phòng thờ có diện tích khá lớn, được lát đá giả gỗ, làm không gian trở nên ấm cúng. Khu vực sân phơi rất rộng, đã được thiết kế mái che và khung sắt bao quanh. Chủ đầu tư cũng đã lắp sẵn vòi nước, đường điện để tiện cho việc lắp máy giặt, rửa vệ sinh. Theo như đánh giá của tôi về chủ đầu tư là một người có bề dày kinh nghiệm về xây dựng, có lịch sử xây dựng từ những năm 1993. Hiện tại ở khu nhà cũng đã có dân cư về ở và cho phản hồi rất tốt về khu nhà, về độ tiện ích cũng như công năng sử dụng. Chất lượng của căn nhà cũng đã được bên tôi theo dõi, có những thông tin xây dựng rõ ràng qua quá trình xây dựng và những cư dân đã mua những căn nhà nhiều năm về trước đều cho phản hồi rất tích cực. Với công năng sử dụng của căn nhà này sẽ rất là phù hợp với những gia đình có 3 thế hệ, có nhiều người ở, những cặp vợ chồng trẻ làm công sở, muốn tiết kiệm thời gian đi lại vì xung quanh đây đã có đầy đủ những tiện ích cần thiết nhất của cuộc sống. Như vậy các bác và tôi vừa tham quan hết khu nhà, thật tuyệt vời phải không các bác? Với diện tích từ 45 đến 60 mét vuông, xây 4 tầng, tiện ích đầy đủ, đường nhựa rộng rãi mà giá chỉ từ 2 tỷ 250 triệu, một mức giá hoàn toàn hợp lý. Hợp lý bởi vì sao? Bởi vì ngay bên cạnh các bác có thể sang bên khu tái cư Sao Sáng với đường nhựa 4 mét, nhà 4 tầng, diện tích 4 mét vuông đã không dưới 2 tỷ 6 rồi. Nếu các bác yêu thích căn nhà hãy để lại một comment xuống dưới hoặc liên hệ với tôi qua số điện thoại và địa chỉ ở dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại.